Xin kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin nóng 19 giờ của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin tối sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Vụ chuyến bay giải cứu, những bị cáo nào tự thú trước bình minh? Đắk Nông khai trừ đảng một cán bộ của ban quản lý các dự án. Tòa tuyên tử hình thợ cắt tóc đâm tử vong cô gái giữa đêm khuya ở Hà Nội. Thành phố Hồ Chí Minh, 5 công nhân thoát nước thương vong vì ngạt khí ở dưới cống. Trực thăng Nga phóng tên lửa sát thủ làm nổ tung thiết giáp Ukraine. Ngay sau đây là những thông tin chi tiết được chúng tôi cập nhật đến 19 giờ ngày hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Ngày 28 tháng 7 tới đây, Hội đồng xét xử vụ chuyến bay giải cứu sẽ tuyên án. Trong giai đoạn xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Viện Kiểm sát đã xác định một số bị cáo đã tự thú. Và đây là một tình tiết giảm nhẹ khi Viện Kiểm sát đề nghị mức án. Trong vụ án này, một số bị cáo được xác định đã tự thú. Đó là bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hằng, Lê Hồng Sơn là phó tổng giám đốc công ty Blue Sky. Hai người này bị xét xử về tội đưa hối lộ với hai hành vi đưa hối lộ hơn 38 tỷ đồng để xin cấp phép chuyến bay và đưa hối lộ hơn 61 tỷ đồng để chạy án. Bị cáo Lê Văn Nghĩa, công ty Nhật Minh, cũng được Viện Kiểm sát đề nghị cho hưởng tình tiết giảm nhẹ tự thú. Bị cáo Nghĩa bị xét xử về tội đưa hối lộ số tiền 9,5 tỷ đồng cho 8 cá nhân. Bị cáo Võ Thị Hồng, công ty Minh Ngọc, bị xét xử về tội đưa hối lộ số tiền 10,9 tỷ đồng. Ngay sau khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án, bị cáo Hồng đã có đơn tự thú, tự nguyện trình bày hành vi phạm tội của bản thân, tự nguyện nộp lại 2,8 tỷ đồng mà những người nhận hối lộ của bị cáo trả lại. Bị cáo Đào Thị Trung Thúy, lao động tự do ở Nga, bị cáo buộc đã đưa hối lộ 437 triệu đồng để đưa 56 công dân là lưu học sinh, người thân, người quen về nước trên hai chuyến bay. Ngoài ra còn có một số bị cáo khác như Trần Hồng Hà, công ty Sao Việt, bị cáo Hoàng Diệu Mơ, công ty An Bình, bị cáo Trần Thị Mai Sa, công ty Masterlife đề nghị được xem xét tình tiết tự thú. Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Đắk Nông đã khai trừ khỏi đảng đối với ông Trần Quốc Đạt, đảng viên, trưởng phòng dự án 1, ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông. Ông Đạt từng giữ chức vụ phó phòng hạ tầng đô thị, ban quản lý phát triển khu đô thị mới và các công trình trọng điểm tỉnh. Ông Đạt đã vi phạm về thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao trong chỉ đạo thực hiện khảo sát, thiết kế kỹ thuật thi công các gói thầu thuộc hạng mục san nền và bảo vệ mái dốc của dự án đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật bên trong và bên ngoài hàng rào khu công nghiệp Nhân Cơ. Trước đó, ngày 12 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã khởi tố cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Đặng Gia Dũng, cựu giám đốc Sở Xây dựng, Hồ Sĩ Điệp, phó giám đốc ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Nguyễn Tấn Đạt, trưởng phòng dự án 1, ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh. Ba bị can trên liên quan sai phạm tại dự án cơ sở hạ tầng kỹ thuật bên trong và bên ngoài, hàng rào khu công nghiệp Nhân Cơ, dự án chậm tiến độ, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 55,6 tỷ đồng. Ngày 26 tháng 7, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đưa bị cáo Hoàng Văn Thành ở Thái Nguyên ra xét xử về tội giết người và cố ý gây thương tích. Trước đó, vào đêm 12 tháng 1, 2023, trên địa bàn quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Nạn nhân là chị UTB, tên viết tắt, làm thợ nối mi và sơn móng tại phố Vương Thừa Vũ, thành phố Hà Nội. Kết quả điều tra xác định, năm 2020, Thành có quan hệ tình cảm với chị B. Tối 12 tháng 1, 2023, Thành hẹn chị B đi chơi nhưng bị từ chối. Dù vậy, Thành vẫn đến cửa hàng của chị B nhưng cửa hàng đóng cửa, cho rằng bị lừa dối tình cảm, cộng với sự bực tức nên khi gặp chị B, Thành đã dùng dao tấn công nạn nhân. Sau đó, Thành bỏ đi. Khi đi cách nơi chị B đang nằm khoảng 10 mét, Thành ngoảnh lại thì nhìn thấy nạn nhân vẫn cử động chân nên quay lại tấn công liên tiếp vào phần bụng và phần ngực, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Tòa án quân sự quân khu 7 ngày 26 tháng 7 đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Lê Tấn Tài 12 tháng cải tạo không giam giữ về tội đưa trái phép thông tin mạng máy tính. Bị cáo Tài bị đưa ra xét xử vì liên quan đến vụ việc đưa thông tin sai sự thật tại trường quân sự quân khu 7. Theo cáo trạng, vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 11 tháng 1 năm 2023, thông qua thông tin do một người không rõ lai lịch gửi đến, bị cáo Tài dùng máy tính trực tiếp duyệt, chỉnh sửa bài viết có nội dung bịa đặt, sai sự thật về việc trường quân sự quân khu 7 xảy ra vụ nữ sinh viên học giáo dục quốc phòng an ninh bị xâm hại vào lúc 22 giờ 30 phút ngày 10 tháng 1 năm 2023 tại Đại đội 6 Tiểu đoàn 3, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh trường quân sự quân khu 7.
Bị cáo Tài là quản trị viên fanpage UFH Confession nên đã duyệt và đăng tải bài viết có nội dung trên. Đối với những thông tin này, Tài không biết nội dung vụ việc và cũng không tiến hành kiểm chứng. Bài viết đã tạo ra lượng tiếp cận và tương tác rất lớn, sau đó bị cáo đã xóa bài viết, tuy nhiên đã có hàng trăm ngàn lượt tương tác gây hoang mang dư luận. Trưa 26 tháng 7, ông Trương Hùng Vĩ, chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng cho biết, các lực lượng chức năng cùng Ban Chỉ huy quân sự phường phối hợp cơ bản đã khống chế được vụ cháy rừng Hải Vân. Trước đó, khoảng 8 giờ ngày 26 tháng 7, lực lượng chức năng đã phát hiện có đám cháy tại tiểu khu 4A, ngay sát đường ray đường sắt Bắc Nam. Đây là khu vực nằm ngoài quy hoạch 3 loại rừng. Nhận tin báo, khoảng hơn 150 người thuộc lực lượng phản ứng nhanh chữa cháy rừng gồm kiểm lâm, quân sự, công an, chính quyền phường Hòa Hiệp Bắc cùng xe chữa cháy chuyên dụng khẩn trương đến hiện trường dập lửa. Sau hơn 3 giờ nỗ lực, lực lượng chữa cháy đã cơ bản khống chế được vụ cháy, đồng thời tiếp tục túc trực, tưới nước làm mát, không để lửa bùng phát trở lại. Sau đây là những thông tin nổi bật mà chúng tôi vừa cập nhật. Ngày 26 tháng 7, một tua bin tại một nhà máy điện gió thuộc xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong, Bình Thuận bất ngờ bốc cháy. Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường triển khai các biện pháp chữa cháy. Tuy nhiên, vị trí cháy ở trên cao, khu vực đang có gió mạnh nên việc chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn. Trước đó vào ngày 5 tháng 1 năm 2020, trên địa bàn huyện Tuy Phong cũng xảy ra vụ cháy tua bin điện gió tại nhà máy điện gió Bình Thạnh, gây thiệt hại ước tính 70 tỷ đồng. Đến 12 giờ ngày 26 tháng 7, Công an huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ 5 công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước đô thị thành phố Hồ Chí Minh bị ngạt khí thương vong dưới cống thoát nước trên địa bàn. Bước đầu, nạn nhân tử vong được xác định là anh KL, tên viết tắt 38 tuổi. Bốn người bị thương gồm VHBA, tên viết tắt 36 tuổi, GBC, tên viết tắt 33 tuổi, TTP, tên viết tắt 43 tuổi và NKM, tên viết tắt 22 tuổi. Được đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Trước đó vào sáng cùng ngày, nhóm công nhân này nạo vét cống thoát nước trên tuyến đường Trần Văn Dầu, đoạn qua xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Trong lúc làm việc, anh L bị mắc kẹt dưới cống nên các công nhân khác đã xuống ứng cứu nhưng bị ngạt khí, ngất xỉu. Ngày 26 tháng 7, một lãnh đạo công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk xác nhận, chiều 25 tháng 7, trên đường Kim Đồng, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột đã xảy ra vụ việc một người đàn ông điều khiển ô tô màu đen tông nhiều lần vào ô tô màu đỏ đang đậu ven đường. Theo diễn biến được camera an ninh ghi lại, người điều khiển xe màu đen đã tông liên tiếp 4 lần vào xe màu đỏ. Một nguồn tin cho biết, nguyên nhân ban đầu của vụ việc là do mâu thuẫn gia đình. Vụ việc không gây thương tích về người nhưng gây thiệt hại về tài sản. Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương ngày 26 tháng 7 cho biết đã bắt giữ Trần Quốc Bảo, 22 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản. Theo cơ quan công an, Bảo và anh Tê, tên viết tắt là Bạn, đêm 24 tháng 7, Bảo xin ngủ nhờ tại phòng trọ của Tê ở xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Đến rạng sáng, Bảo thức dậy trước và thấy Tê vẫn còn đang ngủ say nên đã trộm điện thoại của Tê rồi bỏ đi. Sáng dậy, Tê phát hiện Bảo đã rời đi và mất luôn chiếc điện thoại nên đã báo công an. Nhận được tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng truy tìm và bắt giữ được Bảo khi người này đang ở tại một phòng trọ gần đó. Bảo mới ra tù được 4 tháng thì tiếp tục bị bắt. Hôm nay ngày 26 tháng 7, Công an thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với NTD, tên viết tắt, sinh năm 1998 và NTD, tên viết tắt, sinh năm 2006, cùng trú tại phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả về tội cướp giật tài sản. Trước đó, Công an thành phố Cẩm Phả tiếp nhận tố giác về tội phạm của bà Cao Thị T, tên viết tắt, sinh năm 1953, với nội dung ngày 7 tháng 7, khi đi lĩnh lương hưu về tới khu vực tổ 6, khu Hồng Thạch A, phường Cẩm Thạch, bà T đã bị hai đối tượng nam giới lạ mặt cướp giật túi. Hai đối tượng cướp một chiếc túi của bà T, bên trong có giấy tờ tùy thân liên quan đến việc lĩnh lương hưu, một điện thoại di động Nokia và số tiền 805.000 đồng. Quá trình điều tra xác định, do thiếu tiền tiêu xài, hai đối tượng rủ nhau dùng xe máy đi tìm những người phụ nữ lớn tuổi sơ hở trong quản lý tài sản để cướp giật. Thông tin quốc tế nổi bật trong hôm nay sẽ tiếp tục được gửi tới quý vị ở phần tiếp theo của chương trình. Mời quý vị cùng theo dõi. Hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Yuri Ushakov, trợ lý về chính sách đối ngoại của Tổng thống Vladimir Putin cho biết, ông Putin dự định thăm Trung Quốc vào tháng 10 tới, khi chính phủ Trung Quốc tổ chức diễn đàn Một Vành Đai, Một Con Đường. Sáng kiến Vành Đai và Con Đường của Trung Quốc bao gồm các dự án cơ sở hạ tầng nhằm kết nối châu Á với các nước châu Âu và châu Phi. Trước đó, ông Dmitry Peskov, thư ký báo chí của Tổng thống Nga, cho biết một trong những chủ đề trong chương trình nghị sự của chuyến thăm sẽ là hợp tác kinh tế và thương mại song phương.
Ngoài ra, Moscow và Bắc Kinh sẽ trao đổi quan điểm về tình hình quốc tế hiện nay. Bộ Quốc phòng Nga mới đây đã công bố một đoạn video cho thấy trực thăng Kamov K-52 tấn công tên lửa nhắm vào xe bọc thép của Ukraine ở Zaporozhye. Trong video, trực thăng K-52 trang bị khoảng 12 tên lửa VIF được thiết kế để nhắm vào xe bọc thép, trong đó bao gồm cả giáp phản ứng ở khoảng cách lên tới 8 km. Bộ Quốc phòng Nga cho biết xe bọc thép của Ukraine đã phát nổ sau khi trúng hỏa lực tên lửa của Nga do trực thăng Nga bay ở khoảng cách vài km. Và VIF có độ bay cao nên Ukraine sẽ chỉ có thể nhận ra mối đe dọa khi tên lửa sắp bay tới mục tiêu. Mặt khác, nếu phía Kiev nhận ra hỏa lực đối phương và di chuyển, VIF sẽ tự thay đổi đường bay để tìm tới mục tiêu. Vì vậy, xe bọc thép Ukraine rất khó để cơ động đối phó trong tình huống này. Hãng thông tấn Beta dẫn thông cáo từ Bộ Ngoại giao Belarus cho biết Tổng thống Alexander Lukashenko đã gửi đơn đề nghị nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS kết nạp Minsk và khối. Bộ Ngoại giao cho biết Belarus muốn phát triển thêm quan hệ với BRICS dưới nhiều hình thức khác nhau, đồng thời xác nhận rằng ông Lukashenko đã gửi đơn xin gia nhập BRICS từ hồi tháng 5. Bộ tuyên bố quyết định này là một bước đi hoàn toàn hợp lý giữa bối cảnh Belarus đang nỗ lực mở rộng hợp tác đa phương với các đối tác truyền thống và các quốc gia thân thiện. Theo Beta, hiện BRICS đang tích cực thảo luận xem liệu có nên đưa ra các tiêu chí kết nạp thành viên hay sẽ thành lập một diễn đàn BRICS và các quốc gia đối tác. Ngày 26 tháng 7, Tòa án Liên bang Australia đã phạt Meta, công ty mẹ của Facebook, 20 triệu đô la Úc, tương đương 14 triệu đô la Mỹ, do thu thập trái phép dữ liệu người dùng qua một ứng dụng điện thoại thông minh. Tòa án cũng yêu cầu chi nhánh Facebook ở Israel và ứng dụng điện thoại hiện đã dừng hoạt động, Onavo, chi trả chi phí pháp lý 400.000 đô la Úc cho Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia, bên khởi kiện Meta. Trong giai đoạn đầu năm 2016 đến cuối năm 2017, công ty Meta, thời điểm đó vẫn để tên là Facebook, đã quảng cáo Onavo là ứng dụng giúp lưu trữ an toàn thông tin cá nhân của người dùng. Tuy nhiên, Onavo đã thu thập trái phép vị trí, thời gian, tần suất đăng nhập, các ứng dụng điện thoại thông minh và các trang web người dùng truy cập để phục vụ mục đích thương mại riêng. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 19 giờ. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi ở tất cả các khung giờ để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!